Đây mình hái nè. Cái trái mùa cà chua cam này á thì mình dễ gỡ, nó có cuốn lắm. Còn cái loại mà có quả lê đó thì cái cà chua đó thì đụng vô là nó rụng à. Lại đây, không có cắn lộn nữa nghe chưa? Xong rồi các bạn, giải quyết xong rồi đó. Video hôm nay của mình á, là mình sẽ đi thu hoạch hết luôn hai bên cà chua đỏ. Bên đây đỏ, nó cũng đỏ quá trời đỏ rồi. Với lại cà chua cam, với lại cà chua vàng của bên đây của mình nữa. Thì nói chung trái chín rất là nhiều. Thôi bây giờ cùng với mình đi thu hoạch nha các bạn. Đó, cắn lộn cho cố vô rồi thở vậy đó hả? Trời ơi, đứng đâu mà con? Trời ơi, gì mà thở dữ vậy con hả? Má tụi nó đây vẫn đang thở kìa các bạn. Đây mình hái nè. Cái trái mùa cà chua cam này á thì mình dễ gỡ, nó có cuốn lắm. Còn cái loại mà có quả lê đó thì cái cà chua đó thì đụng vô là nó rụng à. Cái này là màu cam các bạn ơi, mà mình để càng nó càng cam á thì nó sẽ càng ngọt hơn nữa. Hôm nay là mình đem cái rổ bự hơn lần trước nữa đó các bạn. Hôm nay chắc là đầy rổ luôn đó nha. Hôm nay là mình thấy nhiều lắm á. Đó, chuẩn bị cắn lộn nữa ha. Nhiều quá các bạn ơi. Nói chứ cái đợt cà chua 2 ngày trước mình thu hoạch đó, cứ 2-3 ngày là mình sẽ thu hoạch một lần. Thì cái đợt trước thu hoạch xong rồi mình đưa cho chị mình nữa, mình nữa là ăn hết rồi đó các bạn ơi. Nói chung là cứ mỗi lần mỗi sau bữa ăn là ăn cỡ 5-10 trái vậy đó. Nó cũng bắt miệng lắm. Cái này nó còn màu vàng thì mình để cho nó cam lên. Mình chỉ lựa lựa cái trái nào màu cam mình hái thôi. Nó chuyển qua màu cam mà nó có đốm đốm như vậy nè. Đó là nó ngọt. Nhiều thiệt. Ở đây có ấy, hai trái cà chua đỏ. Cà chua đỏ này thì mình ăn sống nó không có ngon lắm. Nhưng mà giống như mình nấu canh á, nó kiểu giống như cà chua bự vậy đó. Mình nấu canh thì mình bỏ nó vô thôi. Trời ơi, nguyên chùm luôn. Wow, nguyên cái chùm đỏ này mới đã nè. Hái nguyên chùm ba này luôn. Wow, cái này chín nhiều nè. Trời ơi các bạn ơi. Nứt luôn này chứ. Trái nào mà nứt vậy là ngọt đó. Ngon thiệt. Hồi đó mình không biết á. Mình thấy nó vàng vàng mình ăn thì nó chua chua, nhưng mà khi mình để lâu á, để lâu nó chuyển qua màu cam á thì nó mới ngọt. Cho nên nó còn màu vàng là nó chưa có chín. Hôm nay trúng bánh quá các bạn ơi, nhiều lắm á. Rồi, những cái trái này á hả, để vài ngày, một ngày nữa thôi, một hai ngày nữa thôi là hái được nữa rồi đó. Nè, cái này đúng cái màu cam của nó luôn nè. Cái màu cam các bạn thấy không? Đúng rồi. Nó chín cam á. Nó ngọt. Đừng cắn lộn nữa nha con. Rồi, ở dưới đây có hai trái bự nè. Hai trái bự. Cái cà bự này thì nói chung là mình để mình nấu canh thôi các bạn ơi. Mấy cái đó này nè. Cũng hơn là có một cây thôi à. Một cây trái bự thôi. Còn lại là màu cam với lại màu vàng. Năm nay mình trồng á, nó nhiều hơn năm ngoái nữa. Wow. Đã ghê. Nè, cái trái này ăn nó mới ngọt nè các bạn. Nó đốm đốm nè.
bỏ miệng lụm các bạn ơi, chùi chùi áo bỏ miệng lụm nè. Ngọt dễ thở các bạn ơi. Nếu mình để cam thật là cam nha, vậy là cái màu cam này cũng ngon các bạn. Cam với vàng đều ngon hết. Cam là phải để cam thật cam kìa. Bữa mình không biết á, mình cứ hái nó màu vàng không à. Nhưng mà màu vàng á thì nó sẽ chưa có được ngọt, cho nên là mình phải để cho nó chuyển qua màu cam rồi mình mới hái. Cam nè, trái này nó muốn nứt luôn rồi thấy không, hái vô luôn. Để là mưa nữa, dự báo thời tiết là tuần sau mưa nữa các bạn, cho nên là mình lo mình đi hái đi, chứ để là nó sẽ bị mưa xuống là nó nhanh bị hư lắm. Với lại là những cái cuốn này nè, những cuốn mà mình đã cắt rồi đó thì mình sẽ đi cắt bỏ nó luôn. Ủa, mấy cái nhành nhành đó chắc để mình ra ngoài mình hái. Đây nè, mấy cái nhành chùm chùm bự này để mình ra ngoài mình hái các bạn. Rồi, bắt đầu qua cà chua vàng. Cà chua vàng mình được 3-4 cây này. À, cà chua vàng đụng vô dễ rụng lắm các bạn. Đó, nè, đụng vô cái nó rụng à. Còn mấy trái này thì nó chưa vàng lắm, thì mình để thêm ở ngoài, để trên bàn á, vài ngày rồi mình ăn. Đó, cái này mới là đúng là cà chua vàng nè. Còn hồi nãy là màu cam. Màu vàng, đụng vô rồi nó rụng mà, dễ rụng lắm. Ui, cái này nguyên một chùm luôn nè các bạn. Đã chưa, đụng vô nó rụng nè. Dễ hái, chết. Nó rụng đứt rồi. Chút mình lụm sâu. Wow, nguyên chùm nè. Đã nghe chưa. Trời ơi, cái màu xanh này nó cũng dễ rụng nữa chứ. Đụng vô nó rụng luôn các bạn ơi. Đụng hên là mình đụng nhẹ nhẹ đó nghe. Cái này nữa nè. Đây, có một chùm đây nữa. Một chùm này. Bây giờ từ đây về sau là cứ đi thu hoạch cà chua riết cái đó các bạn ơi, đã thiệt luôn á. Cái này thực sự là mình trồng nhà ăn không à. Có nhiều người hỏi mua nhưng mà đâu có nhiều đâu để bán các bạn. Cái này giống như là đủ trong nhà ăn rồi, đưa cho mấy anh chị thôi chứ đâu có nhiều đâu. Muốn mà trồng bán chắc trồng cả 50-60 cây. Rồi. Tiếp qua bên đây nè các bạn. Trời ơi, không ra để mấy con sâu nó ăn nữa nè các bạn. Ủa mấy, trời ơi hết hồn. Trời ơi, cái bà sâu này các bạn ơi. Nè, làm hết hồn thà như mình nhìn thấy nó thì không sao, nhưng mà vô tình mình đụng nó mình sợ quá. Rồi. Ăn nè, nó ăn cái trái cà chua của mình luôn nè. Ôi ơi, bây giờ bắt đầu mình thấy xuất hiện sâu nhiều lắm rồi đó các bạn. Trên đây nữa nè, hái chỗ này xong cái mình qua bên kia, đi qua bên mặt bên kia các bạn cho nó dễ hái. Chưa gì hết mà đầy rổ mất tiêu rồi các bạn ơi nè. Đầy mất tiêu luôn rồi đó. Rồi bây giờ qua bên đây nữa nha. Bên đây nguyên một chùm luôn nè các bạn. Đây, chỗ này một trái. Đây nguyên chùm nè. Các bạn thấy nguyên chùm không? Đó, đã chưa. Cái này á, tại vì trời ơi, cái màu này màu vàng này dễ rụng ghê luôn nha. Đụng vô là nó rụng à. Này đó. Trời. Màu trắng nó cũng rụng luôn á. Gì đâu mà dễ rụng dữ. Cho nên là hơi vàng vàng á, mình hái kẹ đó mình để đó. Chứ để ở ngoài gió mạnh á, gió mạnh thổi là thôi là rụng đó các bạn. Rồi, qua bên đây. Này nguyên chùm luôn nè. Đã thiệt. Chưa bao giờ thấy đi hái cà chua mà thích vậy luôn các bạn. Hồi cách đây vài tháng á, mình thấy ở bên Việt Nam có mấy bạn á, trồng cà chua nhìn đã lắm. À, trái bự bự mà cũng leo vàng á, mà nói trời ơi ước gì á mình cũng sẽ có một vàng cà chua giống vậy. Tha hồ mà hái không, nhìn thấy đã con mắt nữa. Không ngờ có ngày mình cũng đã trồng được. À. Đầy luôn cái rổ rồi các bạn ơi, chắc là phải đi vô lấy thêm cái rổ đựng cà chua đỏ rồi. Nữa rồi, cắn lộn nữa rồi hả hai đứa.
Trời ơi. Cái gì vậy con? Nhỏ, cái màu vàng này thiệt tình luôn, nó đụng vô là nó rụng mà nghe. Tha hồ mà hái chứ. Đây bên đây là màu cam. Cái màu cam á, khi nào nó chín á thì nó mới nhanh rụng thôi. Nhưng màu cam này, cái này chín nè, đó. Thì mình đụng vô nó mới rụng, còn cái màu vàng nó không có rụng. Còn cái trái màu vàng á, cái nó em nói nó giống trái lê đó. Thì cái trái đó nghe màu, cái nó màu xanh màu trắng mình đụng á hơi nó cũng rụng luôn các bạn. Ngộ thiệt. Nó dễ rụng. Nhiều quá rồi. Ôi, nhiều hơn lần trước nữa. Lần trước là mình đã thấy nhiều rồi. Lần này còn nhiều hơn lần trước. Wow, bên trên này các bạn thấy không? Nó bò lên trên cái ngọn luôn rồi nè. Đó. Nó bò lên trên luôn, mình không chịu nằm xuống, nó cứ đứng thẳng nha các bạn. Kiểu này biết sợ, mình chắc là mai mốt nó có trái nặng thì nó sẽ triểu cành xuống trên cái vàng. Wow. Cầm mà một tay cầm, một tay hái cũng mỏi tay thiệt các bạn. Các bạn thấy nguyên mũ chùm bông của nó nè. Đó. Rồi, cái màu kem anh đây là thấy ok rồi đó các bạn. Đây, chích anh đây còn vài trái nữa nè. Cái nó bự. Rồi, xong rồi mình đi qua hái trái đỏ các bạn ơi. Nhìn vậy mấy cái trái màu cam này nó cũng hơi hừng hừng nè. Hừng hừng dày, với mình nghĩ 1-2 ngày nữa là mình hái nữa. Với là bông nó cứ ra hoài vậy đó các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua bên kia nha, hái cái trái màu đỏ nha. À, chắc đợi mình đi, mình đi vô nhà mình lấy cái rổ các bạn ơi, chứ cái này thì nó đã đầy luôn cái rổ rồi nè. Nặng thiệt luôn các bạn ơi. Còn cà chua đỏ của mình nè, trời ơi nhìn dễ thương chưa, cưng chưa các bạn. Thích dễ sợ luôn, cái này là chua chua ngọt ngọt nha các bạn. Cà chua đỏ này chắc là mình hái nguyên chùm luôn các bạn ơi, thì nó cũng chín nhiều nè. Wow, đã ghê các bạn ơi. Cũng có 1-2 trái xanh, nhưng mà không có sao các bạn. Nhìn đẹp không các bạn? Dễ thương quá các bạn nha. Đó, một chùm nha, bỏ vào đây. Trái nào xanh xanh này chắc là, này là mình cắt luôn. Để từ từ nó cũng chín các bạn ơi. Đó, hái đi. Bỏ này hái xong là chắc là mấy cái cà chua đỏ này thì mình nấu canh, chứ cũng không có ăn nó, chủ yếu là mình ăn cái cà chua cam với cà chua vàng là nhiều. À trời ơi, ở đây có nhiều trái nó chín quá các bạn, nó bị nó muốn nứt luôn rồi nè, nó muốn hư luôn rồi nè. Mấy cái trái này là có cái nào mà chùm nào quá mình thấy có nhiều trái nhỏ quá thì mình cắt. Còn cái nào không thì mình cắt nguyên một chùm luôn. Cái này là cam cam là phải hái các bạn ơi, chứ mình để đỏ quá là nó dễ bị mưa xuống là nó hư. Nhìn đỏ dễ đẹp ghê, đẹp ghê chưa các bạn. Nguyên chùm trái này. Hồi nãy có mấy chùm nó bị úng úng đó. Chín quá đó. Chín quá cái nó bị nứt giống vậy nè các bạn. Bây giờ cắt bỏ uổng không. Vậy là mấy trái cam cam là mình phải hái rồi, chứ không có được để cái này là chín đỏ quá nè, hư luôn rồi nè. Này cam có nhiều trái này nè, mưa nhiều các bạn, nó bị nứt trái luôn nè. Bây giờ dự báo là nguyên tuần sau là mưa luôn á các bạn ơi, cho nên bây giờ mấy trái cam này là mình hái hết, chứ mình để là nó sẽ bị nứt rồi. Wow, chín nhiều quá ta. Hôm nay là hái nhiều thiệt luôn á các bạn.
trời hết. Cái nào mà nó chín nguyên chùm luôn, nhìn nó đẹp ghê á. Trời cũng nhiều quá các bạn ơi. Nguyên cái rổ này cũng không đủ nữa, cái rổ này nó nhỏ quá. Ôi, trái này nó bị chín quá nè. Ôi ơi. Trên đây là mấy trái cam là mình phải hái hết rồi. Không hái là không được. Nứt hết rồi. Thôi, đi qua hướng bên kia các bạn ơi. Mô lì Lucky ơi, đừng đi đâu nha con. Nhiều quá các bạn ơi. Nguyên một rổ luôn rồi nè. Mấy cái trái cà chua này nó chín đỏ quá đó các bạn. Nếu mà nó đỏ quá đó thì nó bao ngọt luôn các bạn ơi. Nó ngọt. Khi mà để chín đỏ thì nó ngọt. Wow. Nè, như cái chùm đỏ này là chắc là bao ngọt luôn này các bạn ơi. Để mình ăn thử. Ngọt các bạn ơi, hết chua luôn rồi. Vậy chứng tỏ rằng nếu mà cái loại cà chua này á, mình mà để cho nó chín á, chín đỏ ơi là đỏ luôn á, đỏ mà đỏ rậm luôn á, thì nó sẽ ngọt. Còn mình hái nó hơi hơi đỏ thì nó sẽ chua ngọt ngọt. Rồi, sẵn cắt tỉa bỏ bớt lá luôn nè các bạn. Nè, mấy trái này chín đỏ này ngọt nè. Đây, nguyên chùm chín đỏ luôn. Nhiều quá các bạn ơi, hôm nay trúng mánh thiệt rồi á. Hơn lần trước nữa. Lần trước là một cái rổ nhỏ thôi nha. Lần này là hai cái rổ luôn đó các bạn. Hai cái rổ mà là một rổ bự cà chua vàng, cà chua cam, và một cái rổ nhỏ này là cà chua đỏ. Wow, đã thiệt. Trúng mánh rồi. Trúng mánh, mua liền sẽ nằm đó hả con? Mua liền nằm đó hả? Rồi. Nếu mà nó chín nguyên chùm luôn á, mình cắt nó dễ nó nhanh. Đây, nguyên chùm. Sau khi thu hoạch cà chua xong á, thì mình đi thu hoạch, để coi có khổ qua, mình đi thu hoạch ít khổ qua nữa các bạn ơi. Khổ qua bự, ui chết. Trời ơi, nhiều quá các bạn. Được hai rổ cà chua luôn các bạn ơi. Nặng lắm luôn á nha. Hôm nay trúng mánh luôn nè. Trúng mánh thiệt tình luôn á. Một rổ đỏ với một rổ vàng nha. Vàng với cam. Bây giờ chắc là mình để ở đây đi. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục đi thu hoạch khổ qua nè. Đây coi khổ qua hôm nay có trái nào ta. Ở đây nè anh. Anh camera nên mới làm việc xong cái mình nhờ ảnh quay đó các bạn. Rồi bé khổ qua này có người cầm quay nó đỡ. Đây trái này. Trái này nữa nè anh. Có nhiều anh chị bữa ăn khổ qua xong rồi khoái quá, nói là nếu mà còn khổ qua nữa gọi cho anh chị để anh chị tới lấy ăn. Trời ơi, đây nè. Cái loại khổ qua này là cái loại trái dài mà nó ốm lắm các bạn. Như đây nè. Nó ốm teo à. Mình không có, nó không có bự. Nó chỉ ốm, nói chung là ốm dài dài giống mình vậy nè. Đó. Ốm nhăm nhách luôn. Như mình ai thích ốm ốm nè, ai thích gặm xương là thích ăn mấy cái loại khổ qua ốm ốm vậy nè. Còn ai thích ăn ba rọi là thích ăn những cái trái giống vậy. Rồi bây giờ đi qua đây mình hái tiếp. Cái trái này chắc chưa được anh ha. Rồi. Để em cầm cái rổ qua đây. Bên đây có mấy trái này anh. Đây. Cắt tỉa bớt mấy cái lá này luôn nè. Cái trái này nó muốn chín luôn nè các bạn thấy không? Có nghĩa là nó hơi cam cam luôn nè. Mình bóp cho nó mềm nè. Đó. Anh muốn để làm giấm không? Thôi mình để trái này làm giấm luôn đi. Tại vì nó cũng mềm, ăn cũng không có ngon. Trái này nè. Cái loại này thì nó ốm cho nên là mình hái. Chứ để mình cứ tưởng nó bự nữa. Chứ đâu có nghĩ là tại lần đầu mình trồng á, đâu có nghĩ là nó sẽ mập, sẽ mà bị chín như vậy đâu. Đây nè anh. Còn đây là một loại khổ qua khác nữa, là cái loại khổ qua này là nó nhỏ nhỏ mập mập. Wow, trái này bự rồi anh. Ui. Cái này mình trồng bữa là nhiều loại khổ qua lắm. Đây. Đâu ta? Nhiều khi á
này là có thời gian phải đi cắt bớt lá mấy cái lá hư. Úi bên đây nè, bên đây để em qua bên đây đừng té anh. Này là phải nhìn kỹ các bạn, lá nhiều á, chưa có thời gian đi cắt mấy cái lá bớt của nó nữa, cho nên là nhiều khi mình không thấy trái luôn. Đây nè anh, đây là một loại khổ qua khác, nụ khổ qua này nó nhăn nhăn này. Rồi đây nữa, rồi trái này bị chín luôn rồi, nó nhiều khi nó bị khuất á. Thôi kệ, đang để lấy hột luôn, để lấy hột á, nó bị sâu quá ha. Để cái gì nó rụng hột xuống, cái năm sau nó mọc lên tiếp. Khổ qua các bạn, nhiều khi á, trái mà nó chín nó rụng xuống, cái năm sau nó lên, nó lên cây nặng quá ta. Rồi còn nữa, mà anh nhìn phụ em ấy nha, nó đang ra cái con nhiều lắm các bạn, mà lá nhiều quá chắc là để ngày mai mình rảnh là mình đi cắt bớt lá cho nó, để mình nhìn cho nó thoáng á. Ôi đâu rồi, qua đây anh ơi, cái trái đâu cũng cần hái anh ha. Molly nằm ngủ vậy, hết rồi hả? Đây cũng trái nè, trái này là trái trái trắng, mà trái trắng nó cũng mềm mất tiêu rồi anh ơi, mềm mất tiêu rồi, giờ sao ta? Để lấy hộp cũng hả? Thôi ăn đi, để chút trưa mình xào trứng coi. Đây một trái nè anh, chút mình ăn thử coi trái đó nó ngon không. Trái này trời ơi, bị mấy mà sâu này. Còn bây giờ canh các bạn ơi, cái loại khổ qua mà ốm ốm mà hơi trắng trắng như vậy nè, là mình canh nó hơi bự bự là mình hái thôi. Đây nè, cái này là phải hái thôi này, chứ mình để 1-2 ngày nữa là nó bị chín. Cái loại này là vậy đó, đâu có biết đâu trời. Rồi cái loại trắng này là phải hái anh ơi, không để được nhiệt bự. Rồi các bạn ơi, bây giờ mình sẽ đi ra phía sau mình thu hoạch một ít rau lan. Đi rau lan, cà chua chắc là mình để ở đây đi các bạn. Nhìn hai rổ cà chua thấy mà mê quá. Thôi đi ra phía sau hái rau lan với mình. Rau lan ở đây nè các bạn, hôm nay được một dĩa, nói chứ một cái luống này các bạn, mà mình luộc rau lan lên ăn nhiều lắm luôn á, hai chồng ăn nhiều lắm luôn á. Đây nè, nhìn vậy chứ nhiều, cứ cắt xong mà nó lên. Đằng phía trước nhà nó cũng lên rồi đó anh. Phía trước, cái trước mà giống cái đất xấu mình nói các bạn, là ở phía trước nhà chị mình á, trước mảnh đất á. Ui bây giờ nó lên quá trời các bạn, nó với lại dưa gan, dưa hấu luôn. Rồi nhưng mà chắc là mình để, anh để cái đó mình khỏi ăn lá đi ha, để mình ăn củ không, cho nó bò xong rồi mình lấy củ á. Còn cái chỗ này ăn lá, tại vì có một cái lõm chỗ này thôi là cũng đủ ăn rồi. Đây nè, cắt dày, cắt xong ở lên các bạn ơi, tại vì mình không cho nó bò, mình để nó vừa lớn, nó lên cành một cái là mình cắt thôi. Nó bò xuống, nó bò qua mấy cây kia nữa. Cái loại rau lan này thì không có ngon bằng cái rau lan bên đây, là tại vì mình có củ á, mua củ ở ngoài chợ Mỹ á, xong rồi về thấy nó nảy mầm cái mình gắm nó xuống, như tiết tiết gắm nó xuống vậy đó. Ăn thì nó ăn nó không có ngon bằng mấy cái rau lan này mình mua ngoài chợ về mình gắm cành xuống nè. Trời nhìn nhiều ha, chắc này đưa cho mẹ mình ít. Ngày chia làm hai ăn được, chứ một mình hai chồng mình ăn cũng nhiều lắm. Cái này là những cái lá này là ăn hết luôn đó các bạn, không có bỏ nha. Ủa bữa anh nó có sinh phục sâu rồi phải không, mà sao nó không bị sâu ta? Cái lần trước bị sâu mà lần này nó không bị các bạn, mà ảnh đâu có phun thuốc mấy cái thuốc sâu gì đâu. Dạo này là ảnh bận quá đó, ảnh lo ảnh làm sữa vàng lại vàng bí đao, tại vì bí đao giờ nó cũng bò lên vàng rồi, với lại là đi làm hệ thống nước tự động á, để có gì một tháng nữa là đi chơi á, đi chơi xa một tuần á, cho nên là đâu có thời gian đi phun mấy cái loại mà gọi là nước gì đó ta, quên này, cái nem oil này nọ để mà diệt sâu các bạn. Vậy mà cũng hên sao mà mấy cái này nó không có bị sâu đó. Đây mấy cái này là, nhưng mà nghẹt một cái là các bạn nhìn cây khoai chuối của mình kìa đó, cái cây khoai chuối của mình giờ nó bị sâu, nó ăn quá trời luôn. Nhưng mà các bạn biết sao không, chắc là tại vì nó không ảnh hưởng gì tới cái củ của mình á, cho nên là mình chưa có bắt. Còn không là mình có nghe một số anh chị chỉ mình á, là sử dụng cái bột mà rải với kiến á, là mình rải xung quanh cái gốc, những gốc chuối này nè, để cho nó không có xuất hiện những con sâu.
Thì chắc đây bữa nào mình lấy cái bột đó mình rải thử. Tại vì giờ mấy cái này nó cũng có sâu nó ăn này, nhưng mà tại vì nó cũng không ăn được cái củ của mình thì mình cứ để luôn đó. Rồi các bạn ơi, ở đây là tạm thời có một cái luống rau lan thôi mà cũng ăn hoài. Luống nhỏ xíu à. Chỗ này là mình đang dọn dẹp chỗ này nè các bạn. Cái chỗ này mình dọn dẹp rồi sau đó là mình sẽ trồng vô mấy cái thùng xốp nè. Mình trồng mấy cái bình tinh này, các bạn thấy mấy cây bữa mà mình đi gieo, bữa mà mình đi Florida về á, mình gắm vô mình trồng nè, thì lá trầu cũng sống rồi, cái môn ngọt này nó cũng lớn quá trời luôn. Nó ra rễ nữa nè. Rồi trầu từng dày thì bữa đi nhà chị kia cũng lên sùm luôn. Nói chung là cây tiêu của mình cũng sống, cây nào cũng sống hết, chỉ có một cây lá giang là nó chết thôi à. Tại vì mấy cái nhánh lá giang mình chiết ra nó bị chết. Thì mình đang định làm chỗ này mình dọn dẹp sạch sẽ rồi mình bỏ mấy thùng xốp mình trồng á. Chỗ này nè. Thì bây giờ cũng tối rồi các bạn ơi, 8 giờ mấy rồi. Thì bây giờ mình đi vô mình có rau lan mình luộc rồi nha. Luộc ăn, có canh, có này ăn canh bí đỏ, với lại một ít khổ qua mình sẽ xào trứng nữa. Đó, xong bữa ăn rồi đó các bạn. Bye bye các bạn nha, hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Bye.